thôi xin hãy cho nhau nụ cười. Tiếp sức hồi sinh hãy cho nhau cuộc đời. Vì cuộc đời, những mảnh đời bất hạnh, những số phận kém may mắn, hãy đến với chúng tôi chương trình Tiếp sức hồi sinh. Những bàn tay thời khắc định mệnh gần lắm, những bàn tay. Chương trình Tiếp sức hồi sinh kính chào quý vị, chúng ta lại gặp lại nhau cùng đem những niềm vui hạnh phúc đến cho những mảnh đời bất hạnh. Và bây giờ thì chương trình đang có mặt tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Phú Yên. Chúng tôi sẽ vào thăm em Lê Hùng Cương, còn rất là trẻ tuổi quý vị, chỉ mới 22, 23 tuổi thôi. Nhưng mà em bị tai nạn giao thông và bị chấn thương sọ não và gần như liệt nửa người luôn. Hoàn cảnh gia đình của em rất khó khăn bởi vì điều trị lâu dài nên kinh phí có lẽ rất là kiệt quệ. Chính vì thế mà chương trình Tiếp sức hồi sinh có mặt. Mong rằng quý vị cũng sẽ tiếp tục đồng hành với chúng tôi nhé. Câu chuyện như thế nào? Mời quý vị theo chân Quyền Linh. Xin chào quý vị. Bây giờ thì Quyền Linh đang có mặt tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Phú Yên. Chúng tôi sẽ cùng trao đổi với bác sĩ Phượng, phó giám đốc bệnh viện, cũng như bác sĩ Hằng để có thể biết được tình trạng bệnh nhân của anh Hùng Cương trong ngày hôm nay. Chào bác Phượng ạ. Xin chào bác Hằng. Bác Phượng cho chúng tôi biết được cái tình trạng mà mới nhập viện của bệnh nhân Cương như thế nào? Bệnh nhân này thì có một cái là bị chấn thương sọ não sau một cái tai nạn giao thông, và bệnh nhân đã được điều trị tích cực ở bệnh viện Chợ Rẫy. Và qua một cái thời gian điều trị tích cực ở bệnh viện Chợ Rẫy thì bây giờ là bệnh nhân xin về nhập viện tại Bệnh viện Y học cổ truyền Phú Yên để tiếp tục điều trị, là cái phục hồi lại cái chức năng. Tức là bệnh nhân bị cái tai nạn và bị liệt một nửa người, thì hiện giờ là bệnh nhân đã nhập viện điều trị tại bệnh viện được một thời gian rồi, và bác sĩ ở khoa phục hồi chức năng là trực tiếp điều trị cho bệnh nhân. Thì trong đó là có bác sĩ Hằng, sẽ giới thiệu bác sĩ Hằng là đã và đang điều trị cho bệnh nhân này. Thưa bác Hằng, tức là khi bệnh nhân mà bị chấn thương sọ não thì nó sẽ gây nên cái tình trạng liệt, đúng không ạ? Đó là một cái hậu quả của chấn thương não. Vì khi mà tiếp nhận thì chúng ta sẽ làm điều trị bằng cách nào ạ? Thì khi bệnh nhân này nhập viện trong tình trạng là đi lại rất là khó khăn, cái tay bên trái là liệt hoàn toàn, bệnh nhân không thể cử động được. Và cái quan trọng là cái tuổi của bệnh nhân mới có 22 tuổi, là cái độ tuổi mà đang lao động chính trong gia đình, nhưng mà bệnh nhân không thể tự làm việc, thậm chí không thể tự phục vụ bản thân mình được. Thành khi vào nhập viện thì cũng trong tình trạng rất là liệt nặng. Và chúng tôi sẽ dùng các cái phương pháp, các cái bài thuốc y học cổ truyền để dùng cho bệnh nhân để ổn định. Cái thứ hai nữa là chúng tôi tập phục hồi chức năng và một số các cái phương pháp phục hồi chức năng khác để mà hồi phục cái chức năng vận động cho bệnh nhân. Sau một thời gian mà điều trị, khi mà chờ đẩy trở về thì chúng ta thấy cái dấu hiệu của bệnh nhân thế nào? Dạ, thì hiện tại bây giờ là các cái chức năng của bệnh nhân là tốt hơn, bệnh nhân đi vững hơn, và cái cơ lực cái tay bên liệt đó thì nó có cải thiện. Và nếu nhưng mà tuy nhiên đó là bệnh nhân này, để mà bệnh nhân có thể hoạt động bình thường trở lại được thì cũng cần có thời gian rất là dài và kinh phí cũng rất là nhiều. Và cái hoàn cảnh gia đình của bệnh nhân thì cũng rất là khó khăn, và trong thời gian đó thì cũng cần kinh phí để mà cho bệnh nhân ăn uống với lại chi phí cho cái việc điều trị. Như mọi người đã biết là cái di chứng của chấn thương sọ não là nó rất là nặng nề. Thứ nhất là về mặt xã hội, khi mà bệnh nhân không thể cử động được thì nó cũng ảnh hưởng cái tâm lý về mặt xã hội. Thứ hai là các cái dấu hiệu mà tâm thần kinh của bệnh nhân nó cũng không được ổn định. Cái thứ ba là vận động thì bệnh nhân không thể tự phục vụ bản thân được, và tất nhiên là không có làm ra được tiền để mà nuôi sống cái cuộc sống của mình. Và cái khi mà cái bệnh mà nó nặng như thế thì cái nó sẽ làm cho tình trạng trầm cảm nó lại càng nó có thể tiến triển nặng hơn nữa. Và cái mà một cái mà cũng rất là sợ sau chấn thương sọ não đó là cái động kinh sau chấn thương sọ não. Thì hiện tại là ở khoa là cũng đang theo dõi cái tình trạng đó, bởi vì cái di chứng mà động kinh sau chấn thương sọ não là rất là cao. Thì hiện tại là bệnh nhân này là cũng đang được theo dõi. Thì điều trị là cũng cần phải một thời gian rất là dài. Nếu như mà mình không tiếp tục điều trị thì sau này bệnh nhân là sẽ tàn phế luôn, không có khả năng tự phục vụ bản thân. Thay mặt cho bệnh viện cũng như là những bệnh nhân được chương trình Tiếp sức hồi sinh chia sẻ và
tức là giúp đỡ trong cái quá trình mà điều trị nằm ở tại khoa phục hồi chức năng của Bệnh viện Y học cổ truyền Phú Yên. Thì rất cảm ơn các anh chị cũng như các mạnh thường quân ở cái chương trình tiếp sức hồi sinh đã hỗ trợ cho những cái bệnh nhân này để làm sao mà cho bệnh viện tiếp tục điều trị bệnh nhân và sớm được hòa nhập vào trong cộng đồng và về có khả năng là lao động mà để vừa là đem lại cái cuộc sống mới cho bản thân cũng như cho gia đình. Cảm ơn chị Phượng. Cảm ơn các bác sĩ rất là nhiều ha. Hy vọng rằng chúng ta sẽ làm nên điều kỳ diệu đó cho bệnh nhân ngày hôm nay. Có thể nói là phía trước vẫn còn nhiều khó khăn quý vị. Nhưng chúng tôi vẫn cố gắng, nỗ lực làm sao đó có thể đem đến điều tốt nhất có thể cho bệnh nhân ngày hôm nay. Đó là nhiệm vụ và sứ mệnh của chương trình Tiếp sức hồi sinh. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Rồi, ok, xoay lại. Em đi quay lại chỗ giường. Rồi, vào giường. Dạ, chào anh Khánh. Xin chào anh Nguyễn Linh. Dạ. Rồi, chào em. Rồi. Rồi, mình ngồi đi. Ngồi giữa cho nó khỏe nè em. Em nằm xuống đây. Nghiêng qua này. Bạn này là bệnh viện giới thiệu bác Khánh. Dạ. Cũng có hoàn cảnh khó khăn á hả? Sao tình hình sao rồi bác? Bệnh của cháu này thì nói chung cũng tiến bộ rất là nhiều rồi đó. Sau khi chấn thương sọ não là cháu này bị liệt hẳn phía bên trái. Nhưng mà hiện giờ thì cái chân phục hồi tốt. Nhưng mà riêng cái tay còn yếu này. Em giơ cái tay lên cho anh Lương Linh xem. Đó. Bàn tay thì chưa cử động được. Nhưng mà nếu mà bệnh nhân này mà tiếp tục điều trị tích cực thì sau một thời gian nữa thì có lẽ là sẽ tái hòa nhập được. Và có thể là lao động được. Rồi, cảm ơn bác Khánh nhiều ha. Nói chuyện với bệnh nhân chút xíu. Em là quê đâu Cương? Là quê ở Sông Hinh. Sông Hinh hả? Dạ. Là ở đâu? Là trên núi. Trên núi hả? Trên núi. Em làm gì đó? Nhà làm gì trên núi đó? Dạ, làm nông, rẫy rồi. Làm rẫy hả? Nhà có bao nhiêu người? Dạ, cả mẹ nữa, 5 người. 5 người. Dạ. Em là thứ mấy? Em giữa. Ở giữa. Dạ. Anh lớn hay chị lớn? Anh lớn. Dạ. Giờ mấy anh chị em làm gì? Dạ anh đi làm ở thành phố Sài Gòn, còn em đi học. Còn em mà trước khi bị tai nạn làm cái gì? Dạ chạy xe tải. Chạy xe tải hả? Dạ. Nhưng mà sao bị chấn thương sọ não gì? Đi làm về tí. Đi xe mấy tí. Xe máy hả? Dạ. Thế. Ba mẹ bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 49. 49. Ba mẹ làm gì ở nhà? Thì cũng có một làm rẫy nha. Cũng làm rẫy luôn. Dạ. Làm nhiều không? Dạ, ít à. Ba mẹ thì đóng tiền bệnh viện thì có thiếu thốn gì không? Con không, cái đấy chuyện này con không biết hỏi lắm. Không hỏi luôn. Dạ. Rồi anh chị em có vô thăm đầy đủ không? Có. Có. Mình đây mình ăn uống bình thường không? Dạ, mình uống bình thường. Ở nhà đem đồ ăn vô hay là mình mua ở đây? Đi mua ở đây. Đi mua ở đây hả? Dạ. Thấy khỏe trong người chưa? Khỏe lắm. Giờ đã banh được chưa? Đã banh chị chưa được. Chưa được đúng không? Dạ. Sắp sửa các bác sĩ sẽ cố gắng tập làm sao mà nào đã banh được là khỏe. Dạ. Ha? Mình gặp ai cũng cười, mình nhớ hết bác sĩ hôm nay là xong rồi, là khỏe rồi đó, là về được rồi đó. Cố gắng điều trị ha. Dạ. Rồi anh Quỳnh Linh sẽ quay trở lại nha. Dạ. Em cảm ơn. Rồi thôi nằm nghỉ đi. Dạ. Nha, nằm nghỉ đi nha. Rồi em nằm nghỉ đi. Rồi. Thưa quý vị, Quỳnh Linh cũng vừa từ khoa phục hồi chức năng đi ra thì có thể nói tình trạng của em Cương cũng đang phục hồi. Có thể nói não bộ cũng đang tiến triển rất là tốt. Các bác sĩ làm việc về mặt tâm lý, về mặt xương khớp rồi tất cả mọi thứ vẫn đang tiến triển và đang phục hồi. Nếu như mà có kinh phí tốt thì khả năng phục hồi rất là cao quý vị. Quý vị cần rất là nhiều thuốc men ha. Hy vọng rằng với sự kêu gọi của chương trình, quý vị cũng sẽ tiếp sức cho em Cương như là bao nhiêu trường hợp khác. Câu chuyện như thế nào thì xin mời quý vị tiếp tục theo dõi. Nhiều người vẫn nói bất hạnh của con người không chỉ là nghèo khó, mà là khi mọi nỗ lực ước mơ bỗng nhiên vụt tắt vì một tai họa tình cờ ập đến.
Và đó là câu chuyện của gia đình em Lê Hùng Cương ở huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên. Sống ở một vùng núi của tỉnh, gia đình em sống chủ yếu nhờ vào làm nương rẫy. Mọi thu nhập cũng bấp bênh theo thời tiết của miền Trung. Thế nhưng cha mẹ em vẫn cố gắng cho các con đến trường dù thiếu thốn. Và cho tao ngủ luôn, nhờ nhớ con mặn và tiền nó đi xuống như thêm rồi nhảy. Hai vợ chồng cũng nói biết. Thì tao ai đi hỏi nào đi làm luôn rồi. Đâu gì có tiền. Đâu hai vợ chồng đi. Hầu đứa đi, vợ đi, vợ chồng ở nhà đi làm. Cũng như thay khuyên nhảy. Thì cái như giờ đỡ con nằm một mình thấy mình cũng sốt ruột mà mình phải giờ đó làm kiếm tiền cho có nuôi con chứ không? Nếu giờ mình ở với mình nuôi con thì không có tiền. Thì cái như cũng gỡ hàng xóm mấy người lân cận nằm cờ bên ấy cũng giúp đỡ giùm chứ giờ sao. Chứ nếu giờ mình ở dưới mình thương con mình ở dưới thì mình nuôi nó là ăn là uống cho nó thì mình không có tiền. Thì nói thì vợ chồng cũng than phiền, cũng than khóc, nó không giờ đỡ con nèm mình nó cũng tội chứ mà giờ cũng phải buộc làm phải đỡ cho nó ở nó nèm để giờ làm nó kiếm tiền cho ở dưới là tiền đem đến nuôi con. Không muốn nhìn thấy ba mẹ chật vật vất vả quanh năm, em Lê Hùng Cương mới hết lớp 7 đã tình nguyện rời trường lớp phụ ba mẹ kiếm tiền nuôi em. Cương đã từng vỡ òa hạnh phúc khi lãnh được tháng lương đầu tiên. Cứ tưởng em sẽ dần tìm cho mình một cái nghề phù hợp để ổn định cuộc sống và phụ giúp mẹ cha. Nhưng rồi cuộc sống của em lại rơi vào bế tắc khi em gặp tai nạn bị chấn thương sọ não. Và di chứng để lại là liệt nửa người. Ở cái tuổi 22 tràn đầy sức sống, nhưng bỗng nhiên em lại trở thành gánh nặng của gia đình. Dạ, giờ thì anh cũng khó khăn vậy. Học 12 rồi thì cũng có đi học cua học kèm, nhưng mà người ta học 3 bốn cua. Còn con ở nhà con tự học, con không đi học. Giờ tiền thì lo cho anh chưa xong mà lo cho con nữa. Sợ ba mẹ vất vả nên con tự học. Rồi, khỏe ha? Dạ. Tập thì khỏe ha? Tối ngủ êm không? Dạ, êm. Êm luôn? Dạ. Giờ khỏe hết rồi? Dạ. Hồi đó em học tới lớp mấy Cương? Em học. Nhớ không? Lớp 7. À, lớp 7 hả? Dạ. Hồi đó mơ ước có làm gì không? Có làm nghề gì không? Hay chỉ nghề lái xe thôi? Dạ. Học nghề lái xe thôi hả? Dạ. Bây giờ hết bệnh xong rồi về có tiếp tục lái xe không? Thì có. Khó lái xe nữa hả? Dạ. Nhưng phải ổn định đi nha, tại vì dây thần kinh này kia nó cũng có bị tổn thương rồi đó. Cố gắng về phụ với ba mẹ làm việc ở nhà trước đi. Nào gọi là ổn định hết hắn lái xe nha. Anh đã làm việc với bác sĩ thường phó đốc bệnh viện nè, bác sĩ Hằng, bác sĩ Hân nè, bác sĩ Khánh nè, mọi người ai cũng thương em hết trơn á. Nó trẻ nhưng mà phải cố gắng nỗ lực lên tập. Có nghe lời bác Khánh không? Có sợ bác Khánh không? Sợ. Sợ đúng không? Bác Khánh là phải tập theo lời bác Khánh mới khỏe nha. Dạ. À, quên Linh hỏi còn tiền trong túi không? Còn nhiêu? Còn nhiêu điếm đó. Hả? Dạ không điếm. Không có điếm hả? Dạ không. Đâu giờ lấy ra coi còn nhiêu. Được rồi, bỏ túi đi. Được rồi. Hồi đó giờ cầm tiền lớn nhất là nhiêu rồi? Cầm được nhiêu? Ít. Ít lắm hả? Trăm mấy, 200 không? Dạ, hơn á. Hơn là nhiêu? Hầu giờ hay sao? Hầu chuẩn bị hay... À. Chuẩn bị khoảng 8 triệu. 8 triệu? Như tiền lương mình á. Ừ. Là cao nhất luôn hả? Dạ. Rồi bây giờ anh Linh sẽ tặng một số tiền lớn hơn 8 triệu được không? Dạ, được. Được ha? Dạ. Đây,
số tiền 15 triệu đồng của quỹ tiếp sức hồi sinh. Dạ. Gửi tặng cho Cương ha. Dạ. Em cũng cảm ơn chương trình. Ừ. Quan trọng là chữa bệnh hết là được rồi. Dạ. Nha. Dạ. Về rồi có vợ rồi lấy vợ rồi để phụ giúp ba mẹ nữa chứ. Có người yêu chưa? Dạ có. Có rồi luôn hả? Dạ. Người yêu có hay vô thăm không? Ở Sài Gòn nó làm công ty Sài Gòn nó xuống ở mấy ngày. Từ lúc về đây có vô thăm không? Không. Không luôn hả? Nó đâu về con không chịu. Có viết thơ gì không? Thơ. Đi các mạng mà viết thơ gì như hồi xưa là giúp. À dạ. Người khỏe rồi. Dạ. Nói chung là bác sĩ nói giờ phải ổn định tất cả mọi thứ về hệ thần kinh của em á. Nó chưa ổn định. Ổn định hết xong rồi cắt dây thần kinh xuống cái chân này hết. Ổn định hết thì mới đi lại bình thường được nha. Dạ. Rồi chúc em mau khỏi bệnh. Mày thấy vui không? Vui. Rồi chúc mau khỏe nha. Dạ. Rồi, em cũng cái gì hết em cảm ơn chương trình. Ngon vậy được rồi. Ha. Dạ. Cười vậy tươi là được rồi. Ở lại nghỉ ngơi và chờ tốt tốt chút xuất viện ha. Dạ. Rồi tôi gửi lời thăm gia đình nha. Dạ. Rồi, chào em. Thưa quý vị, hôm nay thì Quỳnh Linh rời Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Phú Yên trong một cái niềm vui cũng rất lớn. Dù sao thì chúng tôi cũng đã kết nối được những cái tấm lòng. Là dù sao nữa tôi cũng đem đến nhiều cái niềm vui hạnh phúc cho em Lê Hùng Cương cùng với gia đình. Và cầu mong tất cả mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với chàng trai trẻ này. Mong một ngày sớm nhất em Lê Hùng Cương sẽ được xuất viện quý vị nha. Còn bây giờ thì Quỳnh Linh sẽ nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau của chương trình Tiếp Sức Hồi Sinh. Xin chào. Hãy cho nhau cuộc đời, vì cuộc đời còn bao nhiêu mơ ước, vì cuộc đời còn tương lai phía trước. Tiếp sức hồi sinh đến với nhau tình người, tiếp sức hồi sinh cho ước mơ thêm dạng đời, cho yêu thương đong đầy vòng tay ấm. Quý vị thân mến, chương trình Tiếp Sức Hồi Sinh luôn luôn là chỗ dựa, luôn luôn là cầu nối tiếp sức cho tất cả những số phận, những mảnh đời kém may mắn. Hãy đến với chúng tôi Tiếp Sức Hồi Sinh để nhận được những niềm vui, nhận được những điều hạnh phúc và nhận được những giá trị của những tấm lòng hảo tâm. Xin mời quý vị hãy liên hệ với số điện thoại cũng như là địa chỉ đang hiện trên màn hình.